đối đầu với rocker Thái Dương. Hôm nay bạn nam thì sẽ hát bà chị tôi của nhạc sĩ Trần Tiến, bạn gái thì sẽ hát chị tôi của nhạc sĩ Trọng Đài. Hai cái trường phái sẽ khác nhau một chút. Đây, chào các em. Chào các em. Khi mà gặp chị Hồng Nhung, của anh thấy là vừa có một cái gì đấy tò mò và cũng hơi ngại ngại một chút. Tại vì trước đó thì chị Hồng Nhung cũng biết Kiều Anh là một ca nương, và Kiều Anh nghĩ là khi mà chị Hồng Nhung thấy Kiều Anh hát như vậy thì có lẽ là cũng có một chút bất ngờ gì đó. Thế là chị ơi dùng bóng hoa. Thái Dương và Kiều Anh làm nên một cặp đối đầu vô cùng thú vị. Thái Dương thì hát những quãng trầm rất là tốt, Kiều Anh thì rất là chủ động những cái nốt nhạc của mình. Một bên thì rất là nữ tính, hơi ả đào một chút, còn một bên thì rất là mạnh mẽ của một rocker. Kiều Anh là người sở trường hát nhạc tình cảm. Giọng hát của mình nó thiên về khàn và gai góc nhiều hơn. Trước khi mà biết là mình sẽ đối đầu với ai thì Kiều Anh nghĩ là chắc là bạn đối đầu với mình sẽ là một bạn nữ nào đây, nữ tính, rồi cũng hát những dòng nhạc trữ tình. Nhưng mà khi mà biết được là người đối đầu của mình là một bạn nam mà lại còn là một rocker nữa thì Kiều Anh thấy là wow, lúc đó chỉ biết nói như vậy thôi. Chúng tôi muốn kết hợp hai bạn trong hai bài hát có những cái màu sắc âm nhạc rõ nét, để ở đó hai bạn có thể thể hiện tốt nhất cá tính của mỗi người. Nhưng mà khi các bạn kết hợp lại với nhau thì nó sẽ tạo ra một màu sắc rất đặc biệt. Cái chỗ này á, thật tình cảm vào nội tâm một chút chị hả? Như nói thôi, tức là cái đấy nó có hơi một chút ngậm ngùi. Ở trên em càng quyết liệt bao nhiêu thì chỗ này em càng ngậm ngùi bấy nhiêu, và em có quyền là tự em muốn làm gì là nhịp của em. Với cái bài hát đòi hỏi sự tình cảm, cái việc thả hồn vào bài hát là một việc rất cần thiết. Cần thiết cả cho mình và cần thiết cả cho bạn đối đầu với mình. Mình cảm thấy đó là khó khăn rất là lớn, nhưng mà chắc chắn là điều đấy mình sẽ khắc phục được. Ok, rồi lại cho đây xin. Em cái chỗ đó, cái melody em tính thay đổi một chút. Em cứ thay đổi làm anh sao? Anh hát là anh thay cho là cho đó. Nhiều năm xa cách xa. Em có thể hát theo như cái suy nghĩ của em và cái cảm nhận của em, để cho nó có một cái gì đó của đặc trưng của riêng em. Dạ, em thử hát lại. Đúng rồi, như thế tốt em. Dạ. Nhiều năm xa cách xa, tôi trở về làng quê. Cả hai em thì đều đã hát rất là thành thạo bài hát của mình. Tin chắc rằng sau đây khi các em bước lên sân khấu thì quý vị khán giả sẽ thấy được câu chuyện của các em, câu chuyện rất cảm xúc về chị tôi. Sắp tới đây thì mình chỉ có vài phút để tỏa sáng thôi. Chính vì thế, ngoài việc cố gắng để tỏa sáng, mình cũng sẽ cố gắng làm sao để cùng bạn hòa hợp trong giọng hát cũng như trong phong cách biểu diễn, để có thể đưa tới khán giả cũng như đưa tới 4 huấn luyện viên một phần trình diễn tuyệt vời nhất. Ở lúc này thì mình thực sự là mình nghĩ tới cha mẹ của mình nhiều hơn, bởi vì mình biết là họ đặt niềm tin rất lớn đối với mình. Và ngay lúc này thì mình muốn bước lên sân khấu và thể hiện thật tốt khả năng của mình. Và ngay sau đây là hai thí sinh của đội huấn luyện viên Thu Phương đến từ Hà Nội, ca nương Kiều Anh. Đối đầu với chàng trai mạnh mẽ cá tính đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Thái Dương. Và cuộc đấu bắt đầu. Trời không nên gió cho ngày chỉ sinh, ngày chỉ sinh trời cho làm thay.
là câu hát để người lý lời. Nhà tôi bên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng câu rơi nắng trong lá chầu khô. Chị tôi trong dễ thương bán rau chờ cầu đông hi à, chị tôi chưa có chồng. Thái Dương và Kiều Anh, cảm ơn huấn luyện viên Thu Phương đã mang đến cho chúng tôi một phần kết hợp rất là